Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Cây Giống Chi Nhánh Cây Lậy. Và tuần trước mình đã giới thiệu với các bạn về một cây giống mận An Phước với vỏ đỏ, ăn giòn ngọt khá là bắt mắt. Thì hôm nay tiếp tục với chủ đề về cây mận, mình giới thiệu với các bạn một giống mận có mặt tại cửa hàng mình, đó là cây mận xanh Tam Hoa. Nghe tên mận xanh thì các bạn cũng biết là cái vỏ nó màu xanh rồi hay các bạn. Đây là cây giống của nó nè. Và điểm đặc trưng của giống mận xanh Tam Hoa này, nó khác so với giống mận xanh đường á, đó là cái vỏ của nó màu xanh nè, và cái trái của nó hình chuông giống như là mận An Phước vậy đó. Chỉ khác cái mận An Phước một chỗ, đó là nó đặc ruột và không có hạt luôn nha các bạn. Đặc ruột và không hạt, ăn với vị và chua chua ngọt ngọt, có phù hợp với các chị em phụ nữ chúng ta ha. Vừa giảm cân giữ dáng mà ra còn được tăng sức đề kháng nữa. Rồi, để mình chọn ra một cây giống để minh họa cho các bạn xem ha. Này, cây giống mình đã chọn này. Để quyết định năng suất của cây giống thì khâu đầu tiên đó là khâu chọn giống ha. Mình phải chọn cái cây mà nó khỏe mạnh nè, nó cứng cáp, thì khi mình trồng nó nhẹ công chăm mà rồi năng suất nó sẽ cao nữa. Đây, mình để mình quay gần gốc cho các bạn xem. Đây là cái cây mận bằng được nhân giống bằng phương pháp ghép nha, ghép nhánh với các bạn. Cái gốc nó ghép nó nè, mình phải chọn cái gốc mà nó to như thế này. Cái to thì nó mới có đủ sức để nó nuôi thân lá ha. Và tiếp đến là cái bộ lá nè, lá nó phải xanh đậm luôn và nó không bị sâu bệnh. Và đặc biệt chúng ta phải chọn những cây mà cái tàn nó đều nha. Tàn đều thì chúng ta đỡ công phải cắt tỉa. Thời gian từ khi trồng đến khi thu hoạch đối với giống mận xanh này là khoảng 2 năm là chúng ta có thể thu hoạch được rồi. Thì nếu các bạn còn thắc mắc về kỹ thuật trồng và cách chọn giống thì vui lòng gọi số điện thoại trên màn hình. Mình sẽ có bộ phận kỹ thuật tư vấn tận tình cho các bạn. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những đoạn video lần sau.